Ok. Hello anh em nha. Thì chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Mình là Vui Va đây. Có lẽ nhiều anh em nghĩ rằng là hôm nay sẽ ra event là GP. Tại vì trên fanpage của nó đã thông báo là update con đây. Uchiha Shisui top mới nha anh em. Thì đến sẽ đi cùng với event là Time Limit Blessing nha. Mình không biết là nó có đi chung với GP hay không, nhưng mình nghĩ là không. Mình nghĩ đây sẽ là một cái event solo anh em ạ. Nghĩa là chỉ là một cái event Time Limit Blessing thôi. Thì được rồi, nhân lúc mà sau hôm nay nó ra cái event là Ninja World Command này đúng không? Thì nó ra cửu vĩ nè. Thì mình nói thẳng luôn là anh em có nên chơi hay không nhá. Mình nói ngắn gọn rồi nha, rồi mình sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Đó là anh em chơi làm sao thì chơi, giữ lại 12.000 gold để chơi con Shisui nha. Tại vì con Shisui này á là một con rất là mạnh. Mình khẳng định luôn nha, là một con rất là mạnh. Còn để nói về cái độ mạnh của nó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào phân tích cái bộ skill của con Shisui này nha. Thì em ấy cũng biết á, là cái Time Limit Blessing á, nó sẽ một lần nó sẽ đi chung với hai con. Anh em hiểu không? Nghĩa là phần thưởng em chọn sẽ có hai con top. Thì mình đang lo một vấn đề, đó là con Shisui này sẽ đi với con nào. Và trong tất cả các event Time Limit vừa rồi á, con Mara top chưa hề xuất hiện nha anh em. Con Mara top chưa hề xuất hiện nha. Nếu mà con Shisui đi chung với lại con Mara top, trường hợp là Shisui mà đi chung với Mara top nha, thì anh em sẽ phải cực kỳ phải cân nhắc á. Nhớ anh em nạp tiền á thì anh em có thể lấy cả hai. Còn nhớ anh em mà chơi nông dân á thì anh em chỉ có thể tập trung lấy được một con thôi. Thì nếu mà đánh giá Shisui và Mara top thì mình nói thẳng luôn, mình đã là người trải nghiệm con Shisui này rồi. Tại vì con Shisui này á chính là con Gohan Beat ở bên game Fury Fighter. Tí nữa mình sẽ qua game Fury Fighter mình test cho anh em xem luôn nhá. Được chưa? Rồi. Thì đi vào cái bộ skill con Shisui này nhá. Anh cứ đơn giản đi, con Shisui này giống như con Mara top vậy á, là hầu như là nó búp cho đồng minh. Nó chỉ ở nó là tướng búp và đam của nó không to. Đam đam skill của nó không to nhá, đam ultimate của nó không to, nhưng mà đam đơn của nó thì cực kỳ khủng khiếp luôn. Cái đam đơn này của nó là có xuyên giáp cho anh em, cho nên cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó có thể sốc chết một đơn vị nếu mà đơn vị đó không có Susanoo. Được chưa? Rồi, đi vào skill đầu tiên của con Shisui này. Thì skill 1 Susanoo 99. Thì đây, anh em có thể thấy là Susanoo Sasuke là biểu tượng của Shisui trong thế giới Naruto nha. Thì mình không biết là cái tạo hình của nó có đẹp hay không. Đây, Shisui kích hoạt Susanoo tấn công là một đơn vị nhá. Đây enemy là một đơn vị nhá anh em. Đam mà 180% là single enemy nè. Rồi là tăng đam receive là tăng đam nhận vào của cái địch là 35%. Đan Solar Halo thì điệu nhảy của Solar Halo gì đó, thì khi mà sử dụng ultimate được chưa, thì nó sẽ kích hoạt trên cái number. Thì anh có tưởng tượng á, là con Shisui này nó sẽ có một cái số ở trên đầu, anh em hiểu không? Nó sẽ có một số trên đầu từ cho 1 cho đến 9 nhá, 1 cho đến 9. Thì cái số này càng cao thì khi mà anh em sử dụng ulti á, thì khi ông Shisui này sử dụng ulti thì nó sẽ kích hoạt cái hiệu ứng của ulti theo cái số ở trên đầu của Shisui. Thì cái số này á nó sẽ kích hoạt như thế nào, nó được cộng như thế nào mỗi khi Shisui tấn công địch hoặc là Shisui ăn đam của địch, thì cái số này nó sẽ cộng thêm nha anh em. Được chưa? Rồi thì ở đây nè, gold là gold crown mark nè, golden crown mark nghĩa là cái dấu của quạ vàng á. Thì khi mà he's carrying at this time á, nghĩa là cái số số mà nó giấu á, con số hiện trên đầu của Shisui lúc đó á, thì nó sẽ đếm theo nè. Khi mà mang con số đó nha, thì sẽ hồi 50 năng lượng nè cho bản thân của nó, bản thân của Shisui và đồng đội xung quanh nha. Tăng 15% mà đam ultimate và 15% đép nè. Nếu mà có ba cái tối thiểu có ba cái cộng dồn nha, mình sẽ gọi là bây giờ mình sẽ gọi là cộng dồn ấn ấn của quạ vàng nhá, gọi là ba cộng dồn đi. Thì cái con Shisui này á, nó sẽ làm khống chế kẻ địch nè, Paradise nè, enemy và giảm
cái khả năng khống chế của kẻ địch đến 30%, nghĩa là nó giảm cái kháng ứng của kẻ địch đến 30% anh em. Rồi đơn giản tổng quan skill 1 là đam đơn rất là to, với thẳng nó đam đơn của Shisui này cực kỳ to, anh em nhìn đơn giản vậy thôi đam cực kỳ to luôn, sẽ gây khống chế lên kẻ địch, làm giảm kháng hiệu ứng của kẻ địch nha, và sẽ tăng cộng dồn cho Shisui. Được rồi, Koto Amatsukami thì anh em coi Naruto cũng biết rồi, đây là ảo thuật huyền thoại của Shisui luôn. Thì mình rất là mong, rất là mong là cái tạo hình của Shisui này sẽ đẹp, anh em hiểu không, sẽ tạo hình Ultimate của Shisui rất là đẹp, mong sao là vậy. Rồi Shisui sử dụng ảo thuật tương tự với tờ Tsukumi nhá, nói chung là sử dụng Ultimate toàn bộ kẻ địch, được chưa nè, 185% đam lên toàn bộ kẻ địch nhá, giảm dép của toàn bộ kẻ địch đến 18%, tăng đam mà tăng giảm sát thương của Shisui và tất cả đồng minh xung quanh. Thì anh em nhìn vậy là cũng biết rồi, con Shisui này nó sẽ đứng ở giữa, được chưa, nó sẽ đứng ở giữa, nếu mà ở mức độ 4 sao thì sẽ đứng ở giữa để giúp cho các đồng minh xung quanh, giống như con Raikage và con Maratop. Rồi Zenjutsu Sharingan, khi mà sử dụng cái skill Ogi tấn công nha, thì có thể xuyên chấp 50% nè, được chưa, xuyên chấp 50% của kẻ địch nha. Rồi giảm toàn bộ hiệu ứng khống chế nè, rồi hiệu ứng chặn nè của kẻ địch đi 15% trong 2 turn. Đây thì bắt đầu là tính số stack của con Shisui nhá. Thì Golden Crown Liquidation nè, thì nó sẽ đếm cái số lượng cộng dồn của Shisui có trên người nha. Nếu mà có 3 cộng dồn nè, thì tất cả đồng minh và bản thân Shisui xung quanh sẽ tăng cái khả năng khống chế lên 35%, chặn lên 50% trong 2 turn. Nếu mà có 6 cộng dồn thì đam receive của kẻ địch, nghĩa là đam nhập vào kẻ địch, sẽ tăng 50% trong turn tiếp theo, và có 50% câm lặng toàn bộ kẻ địch nha, cực kỳ khủng khiếp luôn. Câm lặng kẻ địch bây giờ trong ninja á, cái hiệu ứng câm lặng nó không được phổ biến nữa, tại vì tướng nó kháng nhiều quá. Hiện tại cái con mà gây câm lặng khủng khiếp nhất là con Sasuke Anniversary, tại vì cái khả năng câm lặng nó đi 65% lận. Thì bây giờ đến Shisui là 50% nha, thì cái việc mà Shisui ulti câm lặng cả 5 người là một chuyện rất chi là bình thường, nếu mà anh em không có bi trong đội hình nha, nó khó mất cả team luôn. Rồi Susanoo Skeleton nè, là sẽ không nhận đam, bây giờ không nhận đam, thì và cái chuyển 20% đam thành HP nha. Thì đơn giản thôi, con Shisui này ulti thì sẽ buff cho toàn bộ đồng minh của Shisui một lớp shield nha, một lớp shield nha. Thì cái lớp shield này á, khi mà anh em bị ăn đam, thì khi mà anh em đam thì anh em sẽ chuyển đam thành HP chứ không bị trừ HP nha anh em. Nó khác Mara một chỗ là Mara, cái Susanoo của Mara là anh em vẫn sẽ ăn đam nhưng mà nó chỉ tối thiểu ở mức độ 20% HP thôi, còn với Shisui thì anh em sẽ không ăn đam luôn nhưng mà anh sẽ chuyển HP, chuyển đam thành HP 20% mà. Đó, đây là Susanoo mới nhá. Thì tổng cộng là hiện tại là Susanoo của Shisui nó giống y chang, gần như là y chang với lại Susanoo của con Inora nha, y chang Susanoo của Inora luôn. Em hiểu đơn giản là vậy nhá. Thì tên là mình đánh giá là Shisui với lại Mara thì nó cũng không chênh lệch mấy đâu. Và Shisui nó còn cả heal cho đồng minh nữa nhá, nó còn cả hồi phục cho đồng minh nữa. Được rồi, tiếp tục skill 3, tăng tấn công 8%, HP 8%, và mỗi lần mà ăn đam crit nè thì Shisui sẽ tăng kháng crit và chặn lên 15%, khá là ngon. Và xác định luôn con Shisui này sẽ đứng hàng trước nha anh em, đứng hàng trước là đẹp nhất, hoặc là đứng hàng sau ở vị trí tuyến giữa. Rồi đến là Poly Flicker Tactics, cái nội tại của Shisui. Thì bản thân khi mà Shisui vào trong trận nhá, là sẽ tăng 10% đam bonus, 10% giảm đam, được chưa, 10% đam bonus, 10% giảm đam, và có 3 cái stack, 3 cái cộng dồn của hiệu ứng là Golden Crown nhá, quả vàng nhá. Và tất nhiên rồi là kháng khống chế tuần đầu tiên. Wow. Rồi tiếp theo nhá, là cứ mỗi lần sử dụng tấn công này thì sẽ cộng một lần hiệu ứng quả vàng này. Đây mình đơn giản vậy thôi, là cứ ăn đòn mà đánh người khác là cứ cộng thêm cộng dồn cộng dồn cộng dồn. Nếu mà bản thân của Shisui có 8 cộng dồn nhá,
thì sẽ đi vào trạng thái Kekkei Genjutsu, là khi mà tấn công thì tất cả các gọn vàng của con Shisui này sẽ bị clean nha anh em. Từ 8 cộng dồn trở lên nhá, con Shisui này mà ultimate là sẽ mất tất cả cộng dồn nhá. Nhưng mà bù lại thì cái hiệu ứng của con Shisui, kiểu của cái ulti sẽ để lên hiệu ứng cao nhất luôn. Được chưa? Rồi. Cứ mỗi lần hiệu ứng quả vàng thành công cộng dồn lên nè, thì nó sẽ tăng control rate của Shisui lên 2%, giảm down lên 1%. Cực kỳ trâu đấy nha, cực kỳ trâu nha, không đùa nha. Rồi. Và tất nhiên là maximum của cái số cộng dồn nó là 9. Anh em nhìn 9 cộng dồn vậy thôi chứ nó cộng rất là nhanh nha anh em. Kẻ địch mà 6 người đi một lần ultimate nhá là đã 6 cộng dồn rồi. Chưa kể là anh em với bạn nhận 3 cộng dồn nữa, cho nên con Shisui dù có thua tốc hay là hơn tốc, nó đều là một con quái vật nha anh em, nó đều là một con quái vật cả, đều mạnh cả. Và mình nói thẳng luôn là con này solo cực kỳ kinh khủng. Được chưa? Con này solo cực kỳ kinh khủng. Đây nè, Genkai Genjutsu là khi tấn công của con Shisui này á, tấn công của Shisui này nó sẽ cộng với 80% hút máu, xuyên 80% giáp của kẻ địch nè, xuyên 80% thủ nè, giảm đam nè, kháng crit và block luôn. Cho nên cái việc mà Shisui nó đấm skill một đó, nó đấm cái skill Susanoo chín chín này mà chết luôn một nhân vật á, thì anh em đứa kiểu ôi đi mẹ sao mạnh thế. Đó là chuyện hiển nhiên anh em, tại vì mình đã nói từ đầu rồi là mình đã test con Shisui này trước ở bên game Full Fighter rồi nha. Và con Gohan Beat nó đã ra rất là lâu rồi, con Shisui giờ mới ra, và mình khẳng định luôn là con này cực kỳ khỏe. Anh em nào á, mà event sắp tới nếu mà con Shisui đi trúng Madara nha, thì nếu mà anh em thực sự mà bị quá thọt đó, anh em hiểu không? Thực sự mà quá thọt so với người khác á, thì anh em nên có thể tập trung vào Madara nha. Còn nếu mà anh em xác định là anh em top 1 rồi, top anh em hơn người ta, thì anh em lấy Shisui thoải mái luôn, tẹt ga luôn, và chắc chắn là không có con này trong đội hình nhá. Sắp tới mà ra con này đi chung với con Mara top mà anh em không lấy được một trong hai con là xác định luôn là anh em sẽ chết ở đây xã hội luôn. Còn trừ khi Shisui nó đi chung với lại một con khác thì may ra anh em còn thở được. Chứ bây giờ nếu mà ra con này mà con Mara top mà mấy ông top lấy hai con này luôn á là anh em khỏi bật nha, khỏi đường nào mà bật luôn, không nào mà đỡ được hết á. Tại vì con Shisui và con Mara top là hai con chỉ cần 4 sao thôi, 4 sao thôi là khiến đội hình của anh em trở nên quái vật rồi. 4 sao là nó đã đầy đủ chức năng để chơi rồi anh em ạ. Còn 5 sao gây 2 thì quá bá rồi, không gì để nói rồi. Được rồi nha. Thì tiếp theo đến là cái Susanoo này, tất nhiên là không nhận đam, mà chuyển 20% đam HP. Ok. Rồi đây là khi mà bị tấn công này sẽ 60% mà add thêm một cái crown, một cái cộng dồn nè. Nha. Rồi khi mà có 3 cộng dồn thì sẽ giảm tất cả hiệu ứng đâu, tất cả thuộc tính kẻ địch là đi 15% nè, bao gồm là tỷ lệ crit và ATK thì 85% trong 2 turn nhá. Nếu mà có 6 cộng dồn thì sẽ return sẽ hồi HP đi 10% lên 10% nè, và hồi năng lượng lên 200 nè. Khi mà có 9 cộng dồn nha thì bản thân của Shisui nó sẽ tự cộng một cái lớp Susanoo. Susanoo xịn nhá, Susanoo đặc quyền của Shisui nhá, solo Sasuke nhá. Mình mong sao là cái hiệu ứng con này đẹp nhá anh em. Rồi. Cái hiệu ứng cái Susanoo này thì mình nói ở trên rồi, đó là ăn đam thì không mất máu mà chuyển HP nhá. Live to death thì tất nhiên là khi mà ăn đam chí mạng. Nếu mà bản thân của Shisui có 7 cộng dồn thì Shisui sẽ clear toàn bộ cộng dồn nhá, hồi phục 80% HP. Được chưa? Và turn tiếp theo và cái tất cả hành động tiếp theo á, Shisui thì Shisui nhận đam nó chỉ giảm xuống còn 25%, giảm 25% nào. Và có thể kích hoạt hai lần trong một trận đấu nhá. Vậy là nghe Shisui nó có hai bất tử. Nhưng cái bất tử này nó phụ thuộc vào cộng dồn của Shisui nhá. Shisui phải có 7 7 stack thì mới sống được nha anh em. Được rồi, Susanoo thì Shisui trong hai lần hành động đầu tiên nhá. Trong hai lần hành động đầu tiên nè, Shisui first attack can kill enemy no more than 1% HP của Shisui. Thì nghĩa là Shisui sẽ khiến kẻ địch gây đam lên bản thân Shisui không quá 1% HP nha anh em. Nếu mà đam bé hơn 1% á thì nó sẽ không mất máu luôn, và cái siêu này nó sẽ kích hoạt được hai lần trong một cái trận đấu nhá. Nói chung là anh em không phải lo Shisui này bị sốc chết đâu. Được chưa? Không phải lo Shisui này bị sốc chết. Rồi, tiếp tục mình đến là 5 sao và 6 sao. 5 sao và 6 sao thì con này nó hơi bị bá. Hơi bị bá, mình khẳng định là bá nha anh em. Đây,
tăng 8% đam và 15% crit được chưa. Khi mà nhận đa đây nè, khi mà xài ulti nhá sẽ tăng đa nhận vào kẻ địch lên 20% trong một tool. Rồi 6 sao thì quá bá luôn, khi xài ulti thì sẽ giảm giảm đam của vĩ thú nhá, đam bít nè, giảm đam vĩ thú nhá cho toàn bộ đồng minh lên 100%. Mình không biết là cái hiệu ứng này có đúng hay không, tại vì bản thân mình chưa lên con Shisui 6 sao, con Gohan bít 6 sao thì mình không chưa biết nhá. Nè, the divine beat damn receive by all alien 100%. Thì mình không hiểu rõ là cái skill của này, cái dịch của này nó như thế nào. Được chưa? Thì có gì anh em mà hiểu rõ hơn thì anh em báo nói với bên dưới nha. Thì cái con này là con lục đạo nha anh em. Con này là con lục đạo. Thì cái con này nó sẽ cũng sẽ đọc chỗ này nè. Thì không thể nó nói gì về cái việc mà bị ảnh hưởng đến tứ hệ nha. Thì có thể cái con này được tính vào tứ hệ, có thể nha anh em, tại vì nó không, thường thường cái con nào mà nó ghi là không thuộc tứ hệ, không được tính vào tứ hệ thì nó sẽ ghi luôn, đây không ghi gì cả. Đấy thì con này nó có thể chơi trong team tứ hệ nha, cực kỳ đa dụng luôn. Vậy khả năng của con này như thế nào, bây giờ mình sẽ bật lên để mình cho anh em xem luôn, được chưa. Ok, let's go. Ok, mình đã trở lại với anh em ở đây. Thì đây chính là bản thân của con Shisui sắp tới nha anh em. Bản thân của Shisui sắp tới đây. Mình đã lên 5 sao gây 2 rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo đội hình ra, mình sẽ để là đội hình yếu nhất có thể nhá. Để tháo bớt vài con ra. Rồi. Mình sẽ tháo bớt vào 2 3 con ra nhá. Mình sẽ thay con đây, đây chính là con Ultra Instinct Gogeta. Thì nó chính là con Indora ở bên game Ninja Ultimate King nhá. Mình sẽ thay bằng một con khác, mình thay bớt ra đi, đội hình nó yếu hẳn nhá. Rồi mình sẽ thay bằng con nào nó ấy ơi, đây mình thay bằng mấy con tù tù thôi, nó không cải thiện quá khả năng của mình. Rồi con Fize, thì con Black Fize này chính là con Rinnegan Sasuke nhá, mình thay luôn nhá. Mình sẽ thay luôn, thay vào mấy con cùi cùi thôi em ạ. Rồi đây được rồi, thì đội hình chính của mình sẽ gồm có Ego Vegeta, con này chính là Madara top nha anh em, con này chính là Madara top nha. S4 Cô Tanh, S4 Cô Tanh chính là con bi ở bên ninja. Pick Gogeta SS Combo, con này chính là con Minato Han. Và nhân vật chính của ngày hôm nay chính là con Gohan Beat Uchiha Shisui top sắp tới nha. Thì mình sẽ để đội hình như thế này. Nếu mà anh em mà có mình sẽ bỏ con gì ta? Bỏ con nên bỏ con Vegeta ra không ta? Rồi, mình bỏ con Vegeta top ra top ra luôn nha. Bỏ con mà ra top vào luôn. Bỏ luôn. Mình sẽ thay bằng Keo đi. Keo thì bản thân con Keo này nó chính là con răng Miyato nha anh em. Răng Miyato. Rồi đội hình thì mình sẽ xếp như này. Đó. Còn hàng đầu tiên anh em cứ tưởng tượng nha, là Miyato Han, Uchiha Shisui và Bi. Hàng sau là Kaguya, răng Miyato và con Obito Andrade nha. Rồi let's go luôn nha, mình test bên B cho anh em luôn. Thì bên này nó sẽ mượt hơn ở bên ninja, bên ninja máy nó không cải thiện cấu hình nha. Đây là mình có nhìn là mình đã tháo toàn bộ rồi, mình sẽ đánh vào top 2 luôn, là mình sẽ thua tốc nha. Ông top 2 này có con Obito top cho nên rất là mạnh. Được chưa, mình sẽ test được cái độ trâu của con Uchiha Jisui nhá. Mình sẽ để tốc độ x2 nha anh em. Rồi. Con này là con tứ vĩ này anh em. Đó, bên họ tốc cao, bên họ sẽ đi trước. Nha, rất là trâu luôn. Hai con sau gần chết luôn nha, nhưng mà con Gohan thì rất là trâu. Anh em có tập trung vào cái hàng đầu tiên nha. Đây là anh em thấy cái số trên đầu con biết không? Con Jisui sắp tới nó cũng sẽ có một cái số đánh dấu trên đầu y chang vậy nhá. Đó, trâu không? Chưa mất máu một tí nào luôn.
cực kỳ trâu đó nha anh em. Đấy, mất được một tí máu rồi này, trong con bi gần chết rồi này. Đấy, con Shisui này, Shisui 8, Shisui tích, tích 8 stack rồi này. Đó, thì con Shisui sắp tới nó cũng sẽ như thế này nha anh em. Rất là trâu luôn. Nói chung là trong hai cái tuần đầu tiên của con Uchiha Shisui nó sẽ rất là trâu nhá. Rồi, 9 stack rồi, full máu nha anh em. Full máu rồi nè. Nhưng mà, đó, nhưng mà bị khống chế rồi, bị những hiệu khống chế rồi. Thì thua tốc mà anh em ăn khống chế chuyện bình thường anh em. Nè, đấm nè. Rồi, đây là chính là con Uchiha combo nhá. Ồ, hút máu nè. Rồi, đây là con Obito top. Đây chính là Obito top nha anh em. Uncha, Uncha Instinct Vegeto, Vegito chính là Uchiha con Obito top nha. Hay là con Gohan vẫn không mất máu nha. Mẹ khỏe khỏe khủng khiếp luôn anh em, cực kỳ khỏe luôn. Chung là như là chưa xây sát gì cả. Thì nói chung là bị con Frieza bên kia chính là con Rinnegan Sasuke nó khống chế liên tục anh em ạ. Nó trừ năng lượng liên tục luôn. Nhưng mà chính lúc như thế này á thì mình biết được cái khả năng trâu bò của con Uchiha Shisui nhá, chính là con Gohan Beat. Trong hai tuần đầu là bủ đời luôn em ạ, trâu lắm. Thấy không? Tại cái mất máu đâu. Ăn khống chế liên tục nha, nhưng mà trâu thì vẫn trâu. Đấm cả đồng đội này. Đấy, không mất máu á. Ba tuần nha anh em, ba tuần đầu tiên nha. Còn nếu mình thấy anh em thua tốc á thì anh em tầm 1 2 tuần anh em chết tươi rồi. Đây ba tuần luôn nha. Hay không? Búp khiêng cho đồng minh là không mất máu luôn. Đấy thì tất nhiên là về sau thì hết khiêng là vẫn mất máu dần nha. Nhưng mà bản thân con này vẫn rất là trâu anh em ạ. Đó, đấm nè. Bắt đầu là di chuyển được rồi, hết hiệu ứng rồi. Đấy, riêng cái khoản mà tôi đội vĩ với ông này thôi nhá. Riêng khoản mà đội vĩ với nhau là ông này thua xa tôi luôn. Tại con của tôi trâu quá. Bên hôm kia đâu có Gohan biết đâu. Rồi, qua tuần thứ tư bắt đầu Gohan nó yếu dần nha anh em. Nó không trâu được hai tuần đầu nữa. Tất nhiên là vẫn trâu anh em, tất nhiên là vẫn trâu nhưng mà nó không có perfect được như hai cái tuần đầu tiên nha anh em. Đấy cho nên tôi bảo là anh em là con Gohan Beat này cũng chính là con Uchiha Shisui là solo cực kỳ bá đạo nha anh em. Thấy không? Toàn chặn này, toàn block này. Đó. Rồi không sao là mình đừng bị khống chế nhá. Ui chết luôn rồi, dính hiệu ứng yếu của con Obito chết luôn rồi. Rồi thì xem đam nhận vào của con Gohan này 55 triệu nha. Khổ HP cực kỳ kinh khủng nha anh em. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ lắp đội hình chính vào nha. Để cho Gohan nó nộ. Mình sẽ lắp đội hình, đây là mình cho anh em xem cái sức chịu đựng của con Gohan ở mức độ nào nha. Rồi mình sẽ đánh với lại một ông tốc thấp hơn mình nhá, 25.000 đây. 27.000. Rồi, sẽ đánh với ông tốc thấp hơn này. Để anh em thấy được cái con Gohan biết nó nộ như nào nha. Nó sẽ hồi máu cho toàn bộ đồng minh xung quanh nhá. Nó sẽ hồi máu cho toàn bộ đồng minh xung quanh. Búp khiêng nha anh em. Đây. Skill thì cực kỳ đẹp luôn. Khỏi phải bàn nhá. Gohan biết thì skill cực kỳ đẹp luôn. Đây, đây chính là nộ con Gohan này. Nộ là nộ 4 stack nha anh em. Hay hồi máu toàn bộ đồng minh này. Búp khiêng cho những đồng minh xung quanh nha anh em. Đây cực kỳ khó chịu luôn. Con này là một con cũng nói chung là theo mình đánh giá nó cũng không có thua con Maratop mấy đâu. Cho nên em đừng lo về vấn đề đó nhá. Con này solo thì bá chép bỏ chết nha anh em. Cầm việc đánh X King với lại Arena Inter là tuyệt vời luôn. Khá là toàn diện. Một mình nó mà đã solo 4 tuần của mấy con bên kia nhá. Trong khi là nó không hề lộ lần nào nha anh em. Đến tuần thứ 5 nó mới bị chết nhá. Không hề lộ một lần nào cả luôn. Mà tuần thứ 5 bị chết là anh em biết là cái độ trâu bò con này như thế nào rồi. Đó. Bản thân con này nó cũng có cái siêu Energy Shield nè. Là cái Susanoo mặc định luôn nha anh em. Khó chịu lắm, con này khỏe lắm. Cho nên là
anh em mà nạp tiền mà lấy thì liên hệ ngay cho mình nhá. Như vậy sau cái event là Ninja World Command liên hệ ngay lấy cho mình. Để cứ inbox, mẹ Phu Phê Pha này, mọi chuyện sẽ được giải quyết nha anh em. Đấy, chả có ai có tâm như mình là mình đã review trước sự bộ skill của nó cho anh em luôn xem luôn. Bên kia thì cũng hai con tướng top anh em ạ. Bên mình thì mình tháo cái tướng top rồi, mình chỉ để mỗi con là gì ta? À, Gohan biết rồi, cũng chính là con Uchiha Jisui đấy. Đấy, riêng việc mà tôi cho bò xong rồi vĩ thì vĩ tôi khạc thôi. Là bên kia nó cũng đủ ói ỉa rồi anh em ạ. Bên kia cũng đủ ói ỉa rồi, đó. Bên kia có châu cái nào nó cũng thua thôi. Còn Gohan biết nó cứ nộ là liên tục là chịu anh em. Chịu chết luôn. Thấy không? Nó hồi máu à. Còn con Vize này thì nó cứ trừ năng lượng hoài à. Là con Gohan nó không có nộ được. Mà mấy anh em ở server mới thì hiện tại là đâu đâu làm gì có Rinne Sasuke đâu. Tôi khá ưng con Rinne Sasuke ở server cũ ở bên Ninja nhá. Nhưng mà nhiều anh em lại không thích. Nhiều anh em lại kiểu chê con đó, thích con Inora hơn nhá. Chết luôn. Rồi. Xem qua đam một con đam này thì không cao lắm thôi. Đó, đam có 6 triệu mấy thôi, nổ được một lần thôi. Nhưng mà búp hồi phục thì thôi, khỏi khỏi chê nhé anh em. Búp cho đồng minh cực kỳ bá luôn. Và anh em có thấy độ trâu của con này rồi. Thấy chưa? Rồi, đó là tất cả review của mình về con Uchiha Jisui. Đây á, đây chính là Uchiha Jisui phiên bản Fully Fighter nhé anh em. Mình đã chứng thực cho anh em xem rồi nhá. Thì mình là Fully Fighter. Hẹn gặp lại anh em trong các clip sau nhá. Bye bye.